Tô thần bởi vì một hồi ngoài ý muốn bỏ mình, cũng ngoài ý muốn thức tỉnh hệ thống, sắp xuyên qua huyền huyễn thế giới, đáng tiếc hệ thống nói cho hắn biết cần chờ đợi trăm vạn năm sau mới có thể triệt để kích hoạt. Vì thế Tô thần ký được trăm vạn năm. Này trăm vạn năm thời gian, hắn thu được vô số pháp bảo, đan dược, công pháp. Hạ phẩm linh thạch số lượng đều phải dùng kinh tính toán, tiên phẩm linh thạch đều có trên trăm triệu, có thể nói là hào vô nhân tính. Sau khi xuyên qua Tô thần trở thành tô gia thiếu chủ, nhất cử mang theo tô gia trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất gia tộc. Thánh địa thiên kiêu. Không ai ngăn cản ta, ta muốn đi tô gia thủ đại môn. Đệ tử cổ tộc. Nghe nói tô gia còn thiếu người nhóm lửa, ta tiên thiên hỏa linh thánh thể, để cho ta tới, ta có thể gánh vác nhiệm vụ lớn này. Thiên đạo pháp tắc. Được được được, các ngươi đều chơi như vậy đúng không? Chương 1 bị nhốt trăm vạn năm, chúng ta tê. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được một viên tứ phẩm quy nguyên đan. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được tu vi trăm năm. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được hạ phẩm linh thạch ba trăm vạn. Trong một mảnh không gian vẫn đục, thỉnh thoảng vang lên âm thanh nhắc nhở trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh âm này không hàm chứa chút tình cảm nào mỗi lần nói chuyện ngữ điệu đều là nhất trí không biết qua bao lâu ý thức tô thần dần dần khôi phục thanh tĩnh hệ thống hiện tại đã qua bao nhiêu thời gian hệ thống trước mắt đã qua một vạn năm mười ngàn năm tô thần nội tâm một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua hắn cảm giác đều đã qua vô số năm tháng kết quả ngươi nói với ta mới một vạn năm hắn vốn là một người khuân gạch bình thường trên lam tinh tuy rằng gia đình không thể nói là giàu có nhưng coi như được chăng hay chớ cuộc sống cũng thoải mái tô thần cũng đã đối với chính mình nhân sinh nhận mệnh nhưng là một hồi tai nạn xe cộ đem hắn đưa đi xuyên qua hơn nữa còn kích hoạt hệ thống đối với làm võng trùng tô thần mà nói xuyên qua thêm hệ thống loại chuyện này tự nhiên để cho hắn mừng rỡ như điên võng văn tiểu thuyết nhân vật chính nhân sinh hắn tự nhiên cũng ảo tưởng qua hiện giờ ảo tưởng biến thành sự thật điều này làm sao có thể làm cho hắn không hưng phấn nhưng niềm vui này không kéo dài bao lâu liền biến thành tuyệt vọng bởi vì hắn xuyên qua nhưng không có hoàn toàn xuyên qua mặc dù hệ thống đã được kích hoạt nó không được kích hoạt hoàn toàn hắn kẹt ở xuyên qua nửa đường bên trên hệ thống nói rằng cần phải kích hoạt triệt để hệ thống mới có thể vượt qua mà thời gian kích hoạt là một triệu năm nói cách khác hắn cần ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời này đợi một trăm vạn năm. Có thể là thiếu khái niệm một triệu năm, tô thần ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì, nhìn một chút liền đi qua. Nhưng vẹn vẹn chỉ là qua một năm, tô thần thiếu chút nữa điên rồi. Nếu không là hệ thống thân thiết cho hắn mở ra một cái ngủ say công năng, tô thần đều hoài nghi mình đã tại mảnh hỗn độn này trong không gian sụp đổ. Nơi này một mảnh tĩnh mịch, không có một chút thanh âm, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể dùng ý niệm cùng hệ thống trao đổi. Nếu là có thể để cho hệ thống bồi hắn trò chuyện còn tốt, đáng tiếc hệ thống chỉ là nhằm vào trả lời, những kia không có ý nghĩa vấn đề là căn bản không có hồi âm, cuối cùng Tô Thần chỉ có thể ngủ say. Tuy rằng hắn lâm vào ngủ say, nhưng cũng có thể cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ là cũng không mãnh liệt. Lúc này đây ngủ say, hắn cảm giác mình đều ngủ cực kỳ dài dòng thời gian kết quả mới qua một vạn năm thương thiên a à. cứu tôi với đang lúc tô thần dùng ý niệm gào khóc thảm thiết phát tiết cảm xúc thanh âm lạnh như băng của hệ thống vang lên đinh tự đồng ký được thành công chúc mừng chủ ký sinh đạt được nhất phẩm hồi nguyên ba ngàn viên tô thần hơi sững sờ hắn mở ra hệ thống ba lô xem xét bên trong đã chứa rực rỡ muôn màu vật phẩm số lượng cực kỳ khổng lồ chỉ riêng hà phẩm linh thạch đã thu được gần 300 tỷ ngoài ra còn có các loại bảo vật khác. Chức năng hệ thống của hắn rất đơn giản, chỉ có một chức năng ký được, mỗi 24 giờ có thể ký được một lần, cũng ngẫu nhiên đạt được phần thưởng. Bất quá số lần ký được càng nhiều, cấp bậc khen thưởng cũng càng cao. Nhiều bảo vật như vậy thì có thể làm sao, ta lại không dùng tới. Nghĩ đến chính mình mới vượt qua một phần trăm thời gian, tâm tình của hắn liền bắt đầu có chút phiền não. Tô thần cười khổ một tiếng, thừa dịp tâm tình mình hơi ổn định, lại rơi vào ngủ say. Trong phiến không gian này cũng chỉ còn lại có hệ thống nhắc nhở âm. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 300.000 năm sau. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được tiên thiên nhân tộc thánh thể. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được cực phẩm linh thạch 500 vạn. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được thánh vương cấp công pháp, sát thần kinh. Nửa triệu năm sau. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được cổ thánh binh thất thải linh lung tháp. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được tu vi 10 vạn năm. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được cực phẩm linh thạch một ức. 80 vạn năm sau. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được cổ đế binh Hỗn Nguyên ấn. Đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được hồng mông tiên thể đinh, tự động ký được thành công, chúc mừng đạt được cổ đế cấp đang dược cửu chuyển càng không đan. Hệ thống, hiện tại đã qua bao lâu rồi? Trong không gian hư vô vang lên thanh âm bình tĩnh của tô thần, có lẽ là ở chỗ này thời gian quá dài, hắn thích ứng với cô độc, cả người tâm tình cũng trấn định rất nhiều, không có ngay từ đầu tuyệt vọng sụp đổ như vậy. Hệ thống 81 vạn 9.563 năm 80 vạn năm sau Tô thần bình tĩnh trên mặt xuất hiện nụ cười. Còn lại chừng 18 vạn năm, ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Mấy chục vạn năm qua, chống đỡ hắn tinh thần không sụp đổ, chính là tương lai thành công xuyên qua sau cuộc sống. Tô thần ký được thu hoạch quá nhiều thứ, một khi xuyên qua về sau, ngày đó trôi qua nhất định là vô cùng dễ chịu, tưởng tượng cũng rất kích thích. Ảo tưởng một tương lai tốt đẹp, tô thần lại mỉm cười rơi vào giấc ngủ say trong hư vô không gian đợi 90 vạn năm sau. Ký được thành công, chúc mừng đạt được tiên phẩm linh thạch 100 vạn. Ký được thành công, chúc mừng đạt được tiên giai chí bảo trảm thiên phù lục. Ký được thành công, chúc mừng đạt được tiên giai lục phẩm trận pháp, tru tiên kiếm trận. 95.000 năm sau. Ký được thành công, chúc mừng thu được chư thiên vạn giới cường giả triệu hoán tạp, tạc thiên bang bức đế từ tiểu khuyết, thực lực không biết, có thể tồn tại 10 tức thời gian, trợ ký chủ giải quyết bất luận kẻ địch nào. Ký được thành công. Hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên, lại như vậy đi qua hơn 4 vạn năm, khoảng cách hệ thống kích hoạt còn có cuối cùng 10 năm. Tô thần tỉnh lại. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ phấn chấn. Gần một triệu năm rồi. Rốt cục. Cuối cùng. Bất tri bất giác, trên mặt tô thần liền đầy nước mắt. Một triệu năm qua, anh có biết tôi đã sống như thế nào không? Dù là hắn đã sớm tỉnh táo không gần sống nội tâm, giờ phút này cũng nhìn không được lại nổi sống, còn có 10 năm thời gian, hắn là có thể rời đi. Qua một hồi lâu, tô thần tâm tình ổn định lại, hắn trước tiên chính là xem xét những năm này lại ký được cái gì đồ chơi tốt. Đây là cái gì? Hắn nhìn thấy hệ thống ba lô cột thứ nhất, nơi đó có một đạo bóng lưng, nhìn liền bức khí mười phần, phản phất một cái tuyệt thế cường giả nổ thiên bang, từ tiểu khuyết. Ta tạo. Tô thần nhất thời cả kinh, vậy mà còn có thể ký được loại bảo bối này, cái này nếu là trực tiếp triệu hoán đi ra, không được trực tiếp giác giác giết loạn. Phấn khởi không thôi tô thần, cuối cùng 10 năm đều không có ngủ say, hắn thỉnh thoảng đều sẽ hỏi một chút hệ thống đi qua bao nhiêu thời gian. 10 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dưới tình huống bình thường, Lấy tâm tính Tô Thần sống qua 10 năm khẳng định rất đơn giản, dù sao nhiều năm cô độc như vậy đều chịu đựng. Nhưng mắt đã muốn thành công kích hoạt hệ thống, tâm tình Tô Thần cũng bắt đầu trở nên lo âu bất an. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt 10 năm trôi qua, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trong hư vô không gian. Hệ thống thành công kích hoạt, bắt đầu xuyên qua. Cùng với thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ý thức của Tô Thần trong nháy mắt tiêu tán. Khi khôi phục lần nữa, hắn đột nhiên mở mắt. Thiếu chủ tỉnh rồi, mau đi bẩm báo gia chủ. Một tiếng thét kinh hỉ vang lên bên tai Tô Thần. Chương 2. Hồng Mông Tiên Thể, 10 vạn năm tu vi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giọng nói. Tô Thần trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, ở cái kia hư không ở giữa đời nhiều như vậy vạn năm, hôm nay hắn cuối cùng là nghe được thanh âm hắn bắt đầu đánh giá trước mắt thế giới, tràn ngập cổ đại khí tức kiến trúc, đồ dùng trong nhà, trang trí hết thảy đều rất cổ đại hóa. Kết hợp với ký ức hiện ra trong đầu, trên mặt tô thần lộ ra nụ cười vui vẻ. Không có sai, nơi này chính là trong truyền thuyết huyền huyễn thế giới. Tô thần ta rốt cục xuyên qua. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt tô thần dần dần biến mất. Bởi vì hắn từ trong trí nhớ của mình, nhận ra được rất nhiều chuyện không tốt. Tô Thần vốn là thiên kiêu của Tô Gia trong Minh Nguyệt Thành, sinh ra chính là cực phẩm Linh căn. Loại Linh căn này vô cùng cường đại, chỉ cần không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, trên cơ bản có thể không hề bình cảnh đột phá hợp thể kỳ, thậm chí có cơ duyên còn có thể đột phá đến quy nguyên kỳ. Phải biết rằng hiện tại Tô Gia gia chủ, cũng bất quá là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Thiên phú của Tô Thần khiến hắn được coi trọng trong tộc, Tô Gia cũng dốc toàn bộ sức lực bồi dưỡng, coi hắn là hy vọng của Tô gia trong tương lai. Tô Thần cũng không để cho tộc nhân thất vọng, năm nay mới 18 tuổi đã đột phá đến kết đan kỳ đỉnh phong, tốc độ tu luyện nhanh đến mức làm cho người ta liếu lưỡi. Nhưng là ngay tại trước đó không lâu, hắn bị người đánh lén trí trọng thương nguy kịch, linh Căng cũng bị đánh lén người của hắn hủy diệt, dẫn đến tu vi mất hết, thành phế nhân một cái. Anh em thật thảm a, à, rõ ràng là thiên tài, lại gặp đại nạn. Bất quá ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo thay ngươi sống sót tô thần trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn về sau liền đến chính mình đại thi quyền cước thời điểm hắn thế tất yếu để cho tô thần cái danh hào này vang vọng chư thiên bất quá hôm nay cực phẩm linh căng bị phế ta phải trước khôi phục thân thể mới được cực phẩm linh căng loại này rác rưởi thể chất không có cũng là chuyện tốt hắn trực tiếp mở ra hệ thống ba lô bắt đầu chọn lựa hắn ký đến tốt nhất thể chất tiên thể Loại này cấp bậc thể chất kháng tổng cộng chỉ rút đến 37 loại, có thể thấy được này hiếm có trình độ. Ba lô hệ thống tương tự như ba lô trong trò chơi, anh ta sẽ tự động sắp xếp cho bạn, sắp xếp theo tổng hợp mạnh yếu. Mà ở phía trước nhất chính là Hồng Mông Tiên thể được xưng là mạnh nhất trong tiên thể. Loại này tiên thể thân thể cường độ quan tuyệt cổ kim, so với tiên thiên nhân tộc thánh thể mạnh hơn không biết bao nhiêu, đến hậu kỳ còn có thể tu Hồng Mông chi khí khí này ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực có thể hủy diệt vạn vật được rồi liền ngươi đi tô thần vừa mới chuẩn bị dung hợp một đạo thân ảnh bước nhanh vào thân thể hắn nhìn vô cùng to lớn tiểu thần thân thể cậu thế nào rồi có khá hơn chút nào không tô thần lập tức rời khỏi không gian hệ thống hắn nhìn người trước mắt có chút trúc trắc hô một tiếng chú ba người trước mắt chính là tô gia tam trưởng lão tô nguyên bá Tô Nguyên Bá trên mặt tràn đầy ân cần, nhìn thấy Tô Thần có thể nói chuyện, trên mặt hắn tràn đầy vui mừng. Ngươi nhưng đem tam thúc thiếu chút nữa hù chết, cuối cùng là tỉnh lại. Đại ca những ngày này vì bệnh của ngươi cũng không ít đi ra ngoài, hao phí vô số tài nguyên đi cầu y, thiếu chút nữa đem gia tộc đều vét sạch. Nếu là ngươi cái này cũng không tỉnh, vậy có thể? Tô Nguyên Bá bỗng nhiên ý thức được mình nói sai, hắn vội vàng chuyển đề tài, hắn cười gượng hai tiếng khoát tay áo nói những thứ này làm gì tiểu thần cậu tỉnh lại là được tô thần nhìn khuôn mặt ân cần của chú ba trong lòng cũng ấm áp tô gia tuy rằng tộc nhân đông đảo tính cả phụ hệ ít nhất có hơn một ngàn người theo lý thuyết tộc quần lớn như vậy quan hệ dòng chính chắc chắn sẽ không đặc biệt tốt nhưng tô gia bọn họ lại hoàn toàn bất đồng tất cả dòng chính tô gia đoàn kết chưa từng có chưa từng xuất hiện nội đấu tô thần mở miệng hỏi tam thúc cha ta đâu Tô Nguyên Bá nói. Đại ca hai ngày trước vừa đi vạn dược sơn tìm phương pháp cứu mạng cho ngươi, đoán chừng thời gian cũng sắp về đến nhà rồi. Nghe được lời này, trong lòng Tô Thần lại có một dòng nước ấm xẹt qua, lòng trung thành với Tô Gia nhất thời trở nên vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng tôi không còn là một mình nữa. Ở trong không gian hư vô kia đợi trăm vạn năm, hắn cô độc quá lâu, Tô Thần quá khát vọng loại tình thân này. Sau này Tô Gia, Tô Thần tôi che chở. Tô Nguyên Bá không nói nhảm nhiều, sau khi quan tâm hai câu liền để Tô Thần nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến khi anh đi rồi, Tô Thần lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía ba lô hệ thống. Hồng Mông Tiên Thể, sử dụng. Hệ thống, ký chủ phải chăng cần áp chế dị tượng? Tô Thần lập tức nghĩ đến giới thiệu Hồng Mông Tiên Thể, lúc sinh ra sẽ kèm theo Hồng Mông chi khí trăm vạn dặm, dị tượng vạn tiên thần phục. Cần. Nói đùa dị tượng này vừa biểu hiện ra toàn bộ thế giới đều biết hắn vừa mới xuyên qua đối với thế giới này hiểu biết không nhiều lắm vẫn là trước ổn một tay tốt nhất kích hoạt thành công trong chốc lát tim tô thần đập như trống thanh âm hùng hậu vô cùng toàn thân hắn bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa gân mạch cứng rắn như sắt máu giống như dòng sông cuồn cuộn gào thét mà qua hơn nữa không còn là màu đỏ tươi mà là mang theo màu tím nhàn nhạt ánh mắt tô thần cũng biến thành màu tím thuần túy bộ dáng quỷ dị vô cùng nhiếp nhân tâm phách đây là năng lực chuyên môn của tiểu thành hồng mông tiên thể hồng mông chi nhãn lời ấy có thể nhìn thấu hư vọng quét sạch tà quấy công hiệu đồng thời còn có thể phân tích địch nhân thế công quan trắc bản nguyên có thể nói là cường đại vô cùng hiện tại tô thần không có chút tu vi nào vẹn vẹn chỉ là bằng vào thân thể này liền có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ một lát sau Dị thường trên người hắn biến mất, cảm thụ được trong cơ thể bàn bạc lực lượng, Tô Thần mặt mang ý cười. Hồng Mông tiên thể này rất mạnh, phi thường không tồi. Kế tiếp nên là tăng lên tu vi, hắn ký đến hệ thống thu hoạch rất nhiều tu vi, ước chừng có tiếp cận trăm ức năm. Tu vi này là dựa theo hắn tu luyện bình thường đạt được, cho dù là ngồi khô tu luyện trăm ức năm, tu vi kia đều phải đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Trước tiên sử dụng tu vi 10 vạn năm đi hệ thống. Phải chăng cần áp chế tu vi dao động? Còn có thể thao tác như vậy? Tô thần trực tiếp lựa chọn áp chế. Một lát sau, làm cho người ta tim đập nhanh khí tức từ trong cơ thể truyền ra, sau đó bắt đầu liên tiếp kéo lên, bất quá này cường hãng ba động, vẻn vẹn truyền ra xa ba mét liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngưng khí kỳ. Ngưng khí cửu tầng. Trúc cơ kỳ. Kết đan kỳ. Nguyên anh kỳ hóa thần kỳ luyện hư kỳ hợp thể kỳ nhập đạo kỳ thánh nhân sơ kỳ thánh nhân trung kỳ thẳng đến thánh nhân trung kỳ tu vi trong cơ thể hắn mới định chỉ tăng trưởng mà tô thần cả người đều trận tròn mắt thánh nhân theo hắn được biết loại nhân vật này tại toàn bộ huyền thiên giới đều là bá chủ cấp bậc nhân vật đạt tới cấp bậc thánh nhân không có chỗ nào không phải là lão tổ trấn giữ một phương thánh địa chỉ là sử dụng tu vi mười vạn năm đã đạt tới thánh nhân ta đây nếu là toàn bộ sử dụng là cường đại cỡ nào không phải là trực tiếp trở thành đại đế trong sách cổ ghi lại chứ hay là nói trực tiếp phi thăng thành tiên hệ thống này thuần sắc treo tô thần vốn chỉ là muốn thử một lần mười vạn năm có thể có hiệu quả gì không nghĩ tới trực tiếp vượt qua nhiều cảnh giới như vậy đang lúc hắn đắm chìm trong rung động thì một đạo thanh âm trống giận từ xa truyền đến, quanh quẩn ở trong Tô gia. "Tô thần, ngươi có dám đánh với ta một trận, chẳng lẽ cũng chỉ biết làm rùa đen rút đầu sao?" Tô thần thần thức lập tức phóng ra ngoài, sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt hắn lạnh lùng, "Tìm việc đúng không?" Hắn đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài cửa, ở nơi hư vô lâu như vậy, vừa vặn có thể vận động một phen. Chương 3. Tô gia nguy cơ lý hải trên núi môn khiêu chiến bạn đang nghe tại truyện chấm audio bên ngoài tô gia đang đứng một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng ở bên cạnh hắn còn có một nam tử trung niên giống như hộ đạo giả cảnh giác nhìn tô gia tuy rằng tô thần quả thật phế đi nhưng tô gia còn không có hai vị hóa thần kỳ kia vẫn còn sống lý hải sơn ngươi hại nhân đê tiện này lúc thiếu chủ nhà ta tu vi còn tồn tại ngươi rắm cũng không dám phóng một cái hiện tại hắn đã xảy ra chuyện ngươi lại dám nhảy nhót đi ra đúng vậy thật không phải đàn ông người như ngươi cũng xứng đối địch với thiếu chủ nhà ta ta phi mọi người tô gia chửi ầm lên với lý hải sơn lý hải sơn thì ngụy nhiên bất động ngoảnh mặt làm ngơ với những lời này lý gia vốn là một trong năm đại gia tộc minh nguyệt thành trong tộc cũng có một vị hóa thần kỳ cường giả lúc trước tô thần ở trúc cơ kỳ lúc khiêu chiến trong thành các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi Hắn là Lý Gia Thiên phú mạnh nhất người, tự nhiên cũng là bị chỉ mặt gọi tên khiêu chiến. Kết quả chính là hắn thảm bại, hoàn toàn bị nghiền ép. Bởi vì chuyện đó, Lý Hải Sơn mất hết thể diện, hắn hận Tô Thần tới cực điểm. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Tô Thần. Cho nên Lý Hải Sơn chỉ có thể sau khi Tô Thần tu vi bị phế mới đi ra báo thù, mặc dù như vậy có chút khinh thường nhưng chỉ cần có thể làm cho tô thần mất hết mặt mũi hoàn toàn chứng thực phế vật danh hào đây hết thảy đều là đáng giá lý hải sơn lạnh lùng nói tô gia các ngươi lúc trước coi là kiêu ngạo thiên kiêu hiện tại bất quá là một cái không có tu vi phế vật mà thôi chân chính không có tư cách chính là hắn nếu là còn có gan liền đi ra cùng ta đánh một trận chẳng lẽ đường đường tô gia thiếu chủ vậy mà nhu nhược không chịu nổi như thế thanh âm của hắn cũng không có chút che giấu không ngừng truyền vào tô gia ở chung quanh tô gia đã sớm hội tụ không ít người bọn họ nhìn thấy kêu gào lý hải sơn đều là nghị luận sôi nổi lý hải sơn này quá vô sĩ đi chuyên môn chọn sau khi tô thần tu vi bị phế mới đi ra khiêu chiến sớm trước đó đi làm gì lời ấy sai rồi tô thần không thể phủ nhận thiên phú quả thật tốt nhưng hắn mệnh không dài à chết non thiên tài còn gọi thiên tài sao tôi cũng cảm thấy đạo lý là như vậy tuy rằng lý hải sơn có chút không quang minh lỗi lạc nhưng tô thần bây giờ cũng đúng là phế vật tô thần không có thực lực bị vũ nhục cũng đáng đời trong đám người phần lớn đều là chăm chọc khiêu khích tô thần bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy một cái để cho bọn họ ghen tị thiên tài ngã xuống ai cũng muốn đi dẫm lên một cước ai bảo lúc trước cái kia cao cao tại thượng thiên tài bây giờ lại ngay cả bọn họ hạ phẩm linh căng cũng không bằng đây trong Tô gia. Ngoại trừ đại trưởng lão Tô Vân Thiên, bốn vị trưởng lão còn lại đều hội tụ ở đây. Tô Nguyên bá trống giận một tiếng. Đáng giận, lý gia này quả nhiên là khinh người quá đáng, không bằng trực tiếp đem Lý Hải Sơn giết như thế nào. Tô thần chính là mặt tiền Tô gia bọn họ, Lý Hải Sơn Vũ Nhục Tô thần, kỳ thật cũng không khác gì chỉ vào mũi Tô gia mắng. Nhị trưởng lão Tô Thanh Vân cười khổ một tiếng gia chủ và đại trưởng lão đều ra ngoài tìm biện pháp cứu chữa thần nhi lúc này không nên xung đột với lý gia đại trưởng lão cùng gia chủ đều là hóa thần kỳ bọn họ không ở tô gia thời điểm cùng lý gia khởi xung đột tất nhiên sẽ chịu thiệt ngũ trưởng lão tô vân bằng trầm giọng nói với tô nguyên bá tứ ca hôm nay ba đại gia tộc khác trong minh nguyệt thành đều mơ hồ có xu thế dựa vào vương gia loại thời điểm mấu chốt này không thể xúc động trong Minh Nguyệt Thành tổng cộng có 5 gia tộc hóa thần kỳ, theo thứ tự là Vương Gia, Tô Gia, Lý Gia, Viên Gia, Hà Gia. Trong đó Vương Gia có 3 vị hóa thần kỳ, cũng là thực lực mạnh nhất gia tộc, bất quá Vương Gia xưa nay cùng Tô Gia không đối phó. Ngoài ra, Lý Gia cùng Hà Gia đều chỉ có một vị hóa thần kỳ, Tô Gia cùng Viên Gia đều là có hai vị hóa thần kỳ. Vốn có Tô Thần, Hà Gia vẫn luôn kết minh với Tô Gia nhưng kết minh đều là xem trọng tương lai của tô thần hiện tại tô thần bị phế liên minh này tự nhiên sẽ tự sụp đổ hơn nữa còn dẫn đến hà gia càng thiên về vương gia tô nguyên bá nổi giận đùng đùng nói chẳng lẽ chúng ta cứ chờ chết như vậy sao tô gia vốn là không có bao nhiêu của cải hơn nữa cho tiểu thần chữa bệnh gia tộc linh thạch chỉ còn lại có không đến một trăm vạn cho dù là ăn mặc tiết kiệm cũng nhiều nhất duy trì gia tộc ba tháng vậy chúng ta nên làm gì sau 3 tháng? Các ngươi cũng đừng quên, 10 ngày sau là đại hội đấu giá vạn bảo cát, lúc này đây lại có chí bảo kia, vương gia vốn đã có 3 vị hóa thần kỳ, nếu tăng thêm một vị, tô gia ta sẽ bị diệt vong. Mấy vị trưởng lão nghe được câu này, trên mặt đều mang theo biểu tình ngưng trọng. Thế cục tô gia quả thật không lạc quan, thậm chí có thể dùng từ rất tệ để hình dung. Mà tất cả những thứ này đều là do tô thần bị phế gây ra phản ứng dây chuyền hiện tại tô gia thật sự là nghèo về đến nhà loạn trong giặc ngoài mấy vị trưởng lão mặt mang ưu sầu trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu tô thanh vân lắc đầu ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói thần nhi cương liệt tu vi bị phế khẳng định cũng không dễ chịu ở trong viện của hắn bố trí trận pháp cách âm miễn cho nghe được lời của lý hải sơn về phần nguy cơ tô gia chúng ta Tô Thanh Vân trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra hung khí dọa người, hắn thanh âm lạnh lùng nói. Chư vị lão đệ, cũng đừng quên chúng ta là gốc rễ, ta tô gia lúc trước thế nhưng là thổ phỉ xuất thân, hơn nữa tại Minh Nguyệt Thành trở thành một trong năm đại gia tộc, cũng không phải là dựa vào mồm mép. Nếu thật làm chúng ta nóng nảy, đánh không được giết hắn long trời lỡ đất, cả chết lưới rách là được. Ba người kia nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lo lắng vang lên tam trưởng lão không tốt rồi thiếu tộc trưởng hắn muốn đi ứng chiến lý hải sơn cái gì tô nguyên bá đột nhiên đứng dậy tô thần tình huống hắn mới đi xem ngay cả đi đường đều lao lực cùng lý hải sơn đánh đây không phải là muốn chết sao vậy ngươi vì sao không ngăn cản hắn đối mặt tô nguyên bá chất vấn thiếu niên kia trên mặt tràn đầy sợ hãi hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất dùng một loại cực kỳ khó hiểu ngữ khí nói ra tứ trưởng lão ta ta ngăn không được thiếu tộc trưởng hắn lập tức đẩy ta ra con mẹ nó ngươi đánh rắm cho lão tử đúng không tô nguyên bá lúc này giận dữ tô thần trạng thái gì hắn rất rõ ràng làm sao có thể đem ngươi ngưng khí tầng bảy đẩy ra được rồi lão tứ đi xem rốt cuộc là tình huống gì đại ca trong khoảng thời gian này lo lắng muốn chết ngàn vạn lần không thể để thần nhi xảy ra chuyện tô thanh vân vội vàng đứng lên đi ra ngoài cửa ba vị trưởng lão khác cũng lần lượt đuổi theo bên ngoài tô gia lý hải sơn thỉnh thoảng sẽ kêu gào một tiếng tô thần ngươi cái này rút đầu rùa đen chẳng lẽ còn muốn ở tô gia ngốc cả đời hay sao nếu không ngươi dập đầu trước mặt ta nhận lỗi như vậy ta có thể bỏ qua cho ngươi sau này không bao giờ tới tô gia gây phiền toái nữa ở trong đám người người lý gia cũng có không ít bọn họ đều là nhao nhao ồn ào nói thiếu gia ta thấy tô thần tiểu tử kia chính là sợ một tên phế vật mà thôi làm sao còn dám xuất hiện ở trước mặt ngài a à? thiếu gia mới là mạnh nhất thanh âm chăm chọc khiêu khích không ngừng vang lên nhục mạ tô thần khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bấy nhiêu quả thực chính là khó nghe nhưng vào lúc này một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại quen thuộc từ trong tô gia truyền ra thật thú vị lý hải sơn Ngươi loại phế vật này làm sao cũng có dũng khí đến ta tô da chó sủa. Chương 4 Phế Lý Hải Núi, giết chết Nguyên Anh Kỳ, Đại Triển Thần Uy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hiện trường lập tức lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa lớn tô gia Lý Hải Sơn sau khi thấy rõ người tới, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng bản năng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến tô thần đã sớm bị phế, hắn cười lạnh một tiếng, đây không phải là thiên tài đại danh lừng lẫy của Minh Nguyệt Thành sao, ta còn tưởng rằng ngươi phải núp ở tô gia cả đời chứ. Hắn đem hai chữ thiên tài cắn rất nặng, ý chăm chọc bộc lộ trong lời nói. Tô thần không đi ra còn tốt, nếu đã đi ra, vậy khẳng định sẽ trào phúng một chút. Tô thần biểu tình đàm mạc, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lý Hải Sơn, không biết vì sao, Lý Hải Sơn nhất thời có loại tóc gáy dựng đứng cảm giác, liền phản phất là bị cái gì khủng bố cự thú theo dõi một lát sau tô thần thản nhiên nói thật sự phế vật như ngươi không có tư cách đối địch với ta bất quá ngươi quá ồn ào ngươi không phải tới cửa khiêu chiến ta sao ta đáp ứng rồi lời nói của tô thần truyền ra ngoài mọi người ở hiện trường đều mở to hai mắt không dám tin nhìn tô thần ta không nghe lầm chứ tên phế vật này dám đồng ý đánh lý thiếu hắn sẽ không còn cho rằng mình là thiên tài lúc trước chứ Lý Thiếu bây giờ phỏng chừng một nắm đấm, tô thần ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Có lẽ là tẩu hỏa nhập ma, đã không có cách nào lý trí. Tiếng kinh hô tràn ngập đù cợt vang lên, bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới tô thần sẽ đáp ứng, loại chuyện này quá nhảm nhí. Tô gia có hai vị thanh niên dòng chính, bọn họ đều là nhìn không được kinh hô. Thiếu tộc trưởng, không thể. Lão ngủ, ngươi bình tĩnh một chút bọn họ chính là con trai lớn của Tô Thanh Vân là Tô Minh Hồ, còn có lão nhị của Tô Vân Bằng là Tô Không Sơn. Trên mặt hai người tràn đầy lo lắng, người Tô Gia hiểu rõ tình huống của Tô Thần Nhất, có thể tỉnh táo hơn nữa đi lại bình thường đều là tốt, làm sao có thể chiến thắng Lý Hải Sơn Thân là trúc cơ hậu kỳ. Tiểu Thần Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Tô Nguyên Bá từ trong Tô Gia đi ra. Khí tức nguyên anh hậu kỳ trên người hắn cực kỳ áp bách, làm cho tất cả mọi người ở đây rùng mình bọn họ dám trào phúng tô thần nhưng không có nghĩa là dám trào phúng tô gia dù sao tất cả mọi người tô thần đều trào phúng tô gia người không có khả năng giết tất cả mọi người chứ tô nguyên bá bước nhanh tới trước mặt tô thần trên mặt mang theo vẻ kinh hỷ tiểu thần thân thể cậu không sao chứ tô thần cũng không có dấu diếm hắn mỉm cười gật gật đầu tứ thúc đã tốt không kém bao nhiêu Tô Nguyên bá run rẩy vỗ nhẹ vai cậu. Được, được được. Liên tiếp ba người tốt, đủ để nhìn ra anh thật sự rất quan tâm Tô Thần. Nhưng ngay sau đó, Tô Nguyên bá lại bất đắc dĩ nói. Tiểu thần, Lý Hải Sơn mục đích chính là vì nhục nhã ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng để cho hắn thực hiện được. Tô Thanh Vân cũng đi tới, ngữ khí của hắn nhẹ nhàng nói. Thần nhi, Tam Thúc cũng nói với con một câu thật lòng, tu vi của con bị phế, nhưng Tô gia chúng ta sẽ không khinh thường con, chúng ta cũng sẽ hết sức giải quyết vấn đề linh căn cho con. Trên thế giới này cũng tồn tại một ít chí bảo có thể chữa trị vấn đề linh căn, Tô gia cũng sẽ tìm cho ngươi. Về nhà với chúng tôi được không? Bọn họ đều hiểu Tô thần là nuốt không trôi cơn tức này, nhưng sự thật đã như thế, Tô thần tu vi đã bị phế, cùng Lý Hải Sơn tỷ thí hắn là tất thua. Không hề có một chút phần thắng huống hồ hiện tại vết thương của tô thần vừa mới khôi phục, không chừng ngay cả một người bình thường cũng đánh không lại, làm sao có thể chiến thắng Lý Hải Sơn. Nhìn lời nói ân cần của hai người, tô thần tràn ngập tự tin nói. Tạm thúc, tứ thúc, yên tâm đi, còn không sao đâu. Tô Nguyên Bá và Tô Thanh Vân nhất thời sốt ruột, nhưng sau khi nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định của Tô Thần, bọn họ liền biết đã không ngăn được Tô Thần. Mặc dù có thể mạnh mẽ bắt Tô Thần về Tô Gia thì thế nào, chỉ cần hắn không thể buông bỏ tu vi bị phế sự thật như vậy tô thần cho dù là sống tạm ở tô gia cũng không khác gì chết tô thanh vân bất đắc dĩ thở dài hắn dời thân thể đi đã như vậy chỉ có thể cứu tô thần vào thời điểm mấu chốt đại ca chỉ có một đứa con trai như vậy nói gì cũng không thể để cho hắn xảy ra vấn đề lý hải sơn nhìn tô thần hắn cười lạnh một tiếng nói có gan thì theo ta diễn võ trường đi hắn trực tiếp hướng tới diễn võ trường mà đi, nơi đó chính là ngày thường quyết đấu tỷ thí địa phương, thường xuyên có một ít cường đại tu sĩ tỷ thí, cho nên toàn bộ diễn võ trường nhân khí đều phi thường cao, mỗi ngày đi xem chiến đấu người có không ít. Lý Hải Sơn đặc biệt chọn nơi này, chỉ đơn thuần là muốn tô thần mất mặt. Tô thần thản nhiên nói. Cần gì phiền toái như vậy, giải quyết ở chỗ này đi. Bước chân Lý Hải Sơn dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn tô thần, chăm biếm nói. Tô Thần, ngươi không phải là lo lắng ta giết ngươi, cho nên mới đặc biệt muốn tỉ thí trước cửa Tô gia chứ. Ha 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 ha, đây là thiên tài sao? Thì ra thiên tài cũng nhu nhược như thế. Đôi mắt Tô Thần phát lạnh, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã đến bên cạnh Lý Hải Sơn. Phốc. Tô Thần vung tay lên, bụng Lý Hải Sơn liền hiện ra một vết thương dữ tận, máu tươi không ngừng chảy ra mà hắn một thân linh lực cũng đang nhanh chóng từ trong bụng tràn ra ngoài ngươi không phải cười nhạo ta là phế vật sao vậy ngươi coi như phế vật là cảm giác gì tô thần đương nhiên sẽ không dễ dàng giết lý hải sơn như vậy hắn chính là muốn nói cho mọi người tô thần ta đã trở lại lý hải sơn run rẩy thân thể quỳ rạp trên mặt đất hắn nhìn bụng tuôn ra máu tươi còn có cả người truyền đến cảm giác vô lực cả người đều là mộng vòng có chuyện gì vậy hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy tô thần ra tay tu vi của mình đã bị phế đi còn nữa tô thần không phải bị phế rồi sao hắn làm sao có thể còn có thực lực như thế lý hải sơn con ngươi tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận sớm biết như thế liền không nên tới tìm hắn báo thù tu vi bị phế cho dù là có thể nhặt về một cái mạng hắn tương lai cũng chỉ là một con hèn mọn con kiến hôi vị nguyên anh kỳ kia của lý gia đồng tử kịch biến trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ Ngươi dám phế Lý Hải Sơn, chết cho ta. Lý Hải Sơn chính là người thiên tài nhất trong tộc bọn họ, tương lai kém cỏi nhất cũng là cường giả hóa thần kỳ, hôm nay lại bị Tô Thần phế bỏ, điều này làm cho hắn không giận. Tô Thanh Vân vội vàng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, hắn giận dữ quát. Lý Khâu, ngươi dám. Trong ánh mắt Lý Khâu tràn đầy điên cuồng. Phế đi thiên tài tộc ta, Tô Thần phải chết. Lực lượng vô cùng cường hãn trút xuống, nương theo uy áp khủng bố, sắc mặt người xem kịch xung quanh kịch biến. Đại chiến Nguyên Anh Kỳ cũng không phải là đùa giỡn, một cái này không tốt liền dễ dàng ngộ thương người, thực lực yếu một chút còn có thể chết ở trong dư ba. Tô Thanh Vân trận mắt muốn nứt, không còn kịp rồi. Lý Khâu là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, thực lực không kém mình nhiều. Ngay từ đầu hắn sửng sốt một lát, hiện tại chạy tới ngăn đã chậm nửa nhịp. Chết tiệt. Thần nhi, mau tránh ra. Tô Thanh Vân chỉ có thể trống to như thế, muốn cho Tô Thần trốn một chút, tuy rằng loại khả năng này rất thấp. Tô Thần cho dù Tu Vi khôi phục cũng chỉ là kết đan kỳ, làm sao có thể tránh được công kích của khai nguyên anh kỳ. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn ngữ khí lạnh lạnh nhìn Lý Khâu nói. Ngươi là cái thái gì, cũng xứng ở trước mặt ta kêu to. Thanh âm lạnh như băng thấu xương vang lên, tốc độ của Tô Thần so với Tô Thanh Vân còn nhanh hơn, nắm đấm của hắn giống như đạn pháo đánh ra phanh. Chỉ là một cái đối mặt, Lý Khâu trực tiếp bay ra ngoài, cả người lâm vào trong đất sâu mấy chục mét, giống như mạng nhện giống như khe nước hướng chung quanh lan tràn. Mà Lý Khâu, đã không còn hơi thở. Đột nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tô thần giết trưởng lão Nguyên Anh Kỳ của Lý Gia, hắn không phải tu vi bị phế đi sao? Vì sao lại có được sức chiến đấu như thế? Một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, trong nháy mắt nhất lên sóng to gió lớn, vô số người trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi cùng sợ hãi. Chương 5 Dục hỏa trùng sinh, cường giả sư tôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hiện trường lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin nhìn hết thảy. Lý Hải Sơn trong nháy mắt bị phế, cái này cũng đủ để cho bọn họ chấn động. Nhưng Lý Khâu cũng bị tô thần một kích giết chết, loại chuyện này quá kinh khủng. Phải biết rằng Lý Khâu cũng không phải là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn là nguyên anh hậu kỳ, cho dù là Tô Thanh Vân muốn bắt Lý Khâu cũng không phải rất dễ dàng, huống chi một cái tiểu bối Tô Thần. Nhưng loại chuyện không có khả năng này, chính là phát sinh ở trước mắt bọn họ. Lý Khâu chính là bị Tô Thần đánh chết, hơn nữa còn là miễu sát. Ngay cả Tô Gia tất cả mọi người dạy ra, ánh mắt của hắn trừng như chuông đồng, miệng lớn có thể nhét xuống một quả trứng gà tô thanh vân tô nguyên bá bốn vị trưởng lão đều hoàn toàn bối rối trong lòng chấn động tự như sóng lớn mãnh liệt thủy triều sau khi trải qua yên tĩnh ngắn ngủi mọi người tô gia đều phấn chấn hô to thiếu chủ thiếu chủ nguyên lai thiếu chủ tu vì không có bị phế hơn nữa còn càng tiến thêm một bước lại có thể đánh chết nguyên anh Kỳ lý khâu quả nhiên là trời phù hộ ta tô gia a à có vài tộc lão lệ nóng doanh trồng trên mặt tràn đầy kích động trong số những người âm thầm xem kịch có không ít người sắc mặt âm trầm vô cùng tô thần vậy mà còn không có bị phế ở mấy con phố bên ngoài một cái trên mặt có vết sẹo nam tử thần sắc vô cùng khó coi hắn ánh mắt âm lãnh đối âm thầm nói mau đem tình huống nơi này truyền lại cho đại nhân tu vi tô thần không bị phế chỉ sợ trước đó còn ẩn giấu tu vi phỏng chừng đã sớm đột phá nguyên anh kỳ hiện tại rất có khả năng là nguyên anh hậu kỳ thậm chí nguyên anh đỉnh phong. Có thể ở tuổi này đột phá tu vi như thế, nói vậy không bao lâu liền có thể đột phá hóa thần, để cho đại nhân nhanh chóng đối với tô gia động thủ, nếu không phía sau liền càng khó khăn. Còn có, truyền tin cho vương gia người, để cho bọn họ mau chóng làm ra điểm thực chất tính động tác, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, không có cửa đâu. Rất nhanh, âm thầm đã có đáp lại. Tuân lệnh nam tử mặt sẹo quay đầu nhìn về phía tô thần xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Không đến mười mấy tuổi đã đạt tới tu vi như thế, xem ra trên người tô thần còn có bí mật lớn khác, tô gia này không hổ là người được treo giải thưởng cao. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện ra nụ cười âm hiểm. Nói không chừng cũng là một hồi cơ duyên, chỉ cần có thể cướp lấy tô gia hết thảy, bí mật gì đều là của chúng ta, còn có thể đạt được phong phú thù lao. Tô thần, mạng ngươi thật lớn, hao phí ba mươi tử sĩ kết đan kỵ cũng không giết được ngươi trước cửa tô gia tô nguyên bá cùng tô thanh vân bước nhanh đến bên cạnh tô thần trong lòng bọn họ có vô tận nghi hoặc nhưng vẫn đem tô thần hộ ở phía sau tô thanh vân lạnh giọng nói với chung quanh lý khâu tự tiện ra tay với tiểu bối trong tộc ta bị giết cũng là hắn gieo gió gạt bão nếu lý gia không phục có thể tới tìm tô gia ta đòi một lời giải thích trước kia không có tô thần Sức lực của bọn họ còn chưa đủ. Nhưng hiện tại tu vi Tô Thần khôi phục, còn trở nên cường đại như thế, có thể giết chết Nguyên Anh hậu kỳ Lý Khâu, điều này mang đến cho bọn họ lòng tự tin mãnh liệt. Những gia tộc khác căn cơ thâm hậu, Tô gia bọn họ thì không giống nhau. Tô gia ở Minh Nguyệt Thành không có quá nhiều sản nghiệp, nếu thật sự bức nóng nảy, cùng lắm thì trực tiếp mang theo Tô Thần rời khỏi Minh Nguyệt Thành, đợi đến ngày sau tu vi đầy đủ lại trở về báo thù cũng chính bởi vì như thế mới dẫn đến vương gia tuy rằng thực lực so với tô gia mạnh hơn nhưng vẫn luôn cũng không dám cùng tô gia cá chết lưới rách sau khi nói xong tô thanh vân liền vội vàng lôi kéo tô thần trở về tô gia trong đại sảnh tô gia chỉ có tứ đại trưởng lão của tô gia cùng với tô thần tô thanh vân thần sắc ngưng trọng nói thần nhi ngươi cùng nhị thúc hảo hảo nói một chút ngươi rốt cuộc là tình huống gì thực lực của tô thần tăng trưởng quá mức cổ quái tô thanh vân có chút lo lắng hắn có bị người đoạt xá hay không tô thần đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ hắn giơ tay một quyền hướng tô thanh vân đánh tới nhìn như nhẹ nhàng một quyền lại trực tiếp để cho tô thanh vân cái này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều lui về phía sau mấy bước mới ổn định cái gì trên mặt tô thanh vân tràn đầy vẻ kinh hãi tô thần tùy ý một kích khiến cho hắn ngay cả lực đánh nhau cũng không có tô thần mỉm cười nói nhị thúc thật ra lúc con còn rất nhỏ đã bái một sư phụ người nọ thực lực đặc biệt cường đại bất quá hắn dặn dò con không cho phép tiết lộ thân phận của hắn cho nên con mới giấu giếm mà ta cũng không phải cực phẩm linh căng trên thực tế ta là thánh giai thể chất loại thể chất này thẳng đến khi ta gặp phải tử vong uy hiếp thời điểm mới triệt để kích hoạt cho nên lúc này đây tu vi bị phế xem như một lần cơ duyên để cho ta triệt để tắm lửa sống lại Tô Thanh Vân nghe được câu này sắc mặt chấn động, hắn nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thánh thể. Tô thần lại có thể chất nghịch thiên như vậy. Hơn nữa còn có một sư tôn, vì sao loại chuyện này trước kia chưa từng nghe nói, ánh mắt của hắn liền trở nên cảnh giác. Sinh nhật lần thứ bảy của em, anh tặng em món quà gì? Tô Thanh Vân cười khổ một tiếng, nhưng vẫn quy củ cũ trả lời. Ngươi tặng ta một thanh chủy thủ, ta đặt tên là Thanh Phong, bất quá phía sau bị ta không cẩn thận làm rớt. Lúc ấy lúc anh tiễn em đã ở sân bên cạnh. Tô Thanh Vân nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giữa tu sĩ đoạt xá là thao tác rất bình thường, nhưng sau khi đoạt xá chỉ có thể có được ký ức gần đây của nguyên chủ, ký ức xa xôi như 7 tuổi khẳng định không có. Cho nên Tô thần hẳn là không có khả năng bị đoạt xá. Tô Thanh Vân trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiểu tử ngươi, không trên một tiếng trong khoảng thời gian này cũng không hù chết chúng ta trên mặt bốn vị trưởng lão tô gia tràn đầy vẻ vui mừng tô thần là cháu trai của bọn họ còn là thiếu tộc trưởng tô gia tương lai phải kế thừa đại nghiệp của tô gia thực lực tô thần càng mạnh bọn họ tự nhiên là càng vui vẻ tô nguyên bá tức giận nói ngươi nếu thực lực khôi phục vậy ta đi thăm ngươi thời điểm còn giả bộ cái loại này thảm hề hề bộ dáng làm gì tô thần bất đắc dĩ gãi gãi đầu khi đó ta còn không có kích hoạt hồng mông tiên thể nghĩ tinh thần cũng tinh thần không đứng lên a à. báo gia chủ cùng đại trưởng lão đã trở lại hai đạo thân ảnh chậm rãi đi vào tô gia người cầm đầu thân hình cao lớn nhìn anh vũ bất phàm hắn chính là gia chủ tô gia tô kình thiên người ở bên cạnh hắn nhìn thì nho nhã hơn rất nhiều trên người mang theo khí chất của người đọc sách người này chính là tô gia đại trưởng lão tô vân thiên chẳng qua trên mặt hai người đều có chút âm trầm, hiển nhiên lúc này đây đi ra ngoài nghĩ biện pháp cho tô thần, lại là không công mà lui. Tô Kình Thiên thở dài. Lão nhị, thần nhi gặp đại kiếp nạn này, có thể cũng là mạng của hắn, không cần hao phí tài nguyên trong tộc để trị liệu linh căn. Hai tháng bôn ba này đã khiến Tô Kình Thiên tuyệt vọng. Hắn đã thử qua các loại biện pháp, hao phí vô số tài nguyên, nhưng đều không có hiệu quả, thậm chí Tô Thần ngay cả thức tỉnh cũng không làm được thời gian gần đây khí tức còn trở nên yếu ớt tuy rằng tô kình thiên rất khó tiếp nhận nhưng tô thần quả thật sắp không chịu nổi nhiều nhất nửa tháng thời gian có thể liền thật sự vô lực xoay chuyển trời đất tô vân thiên lập tức trừng mắt đại ca nói gì sau khi tẩu tử rời đi ngươi cũng chỉ có một đứa con trai như vậy cho dù tu vi không giữ được mạng ít nhất cũng phải giữ được cho dù là vét sạch tô gia ta cũng muốn kéo hắn từ dưới cửu tuyền lên Tô Kình Thiên nghe được lời này, trên mặt trở nên vô cùng tự trách. Hắn cảm thấy là bởi vì mình duyên cớ, liên lụy cả gia tộc. Tô gia cũng không phải là thế lực bản thổ Minh Nguyệt Thành, mà là phía sau gia nhập vào, điều này làm cho nguyên bản tứ đại hóa thần gia tộc trong thành phi thường mâu thuẫn Tô gia, Vương gia càng là thời khắc muốn diệt bọn họ. Tô gia vốn là tình cảnh gian nan, hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy, tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, Tô Kình Thiên liền ngây ngẩn cả người. Xa xa vài đạo thân ảnh đang nghênh đón bọn họ, khi hắn nhìn thấy trong đó thanh niên lúc, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thần Nhi Chương 6 Gia tộc nguy cơ, đây không phải đúng dịp sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thần Nhi Tô Kình Thiên không nhịn được kinh hô một tiếng, hắn lập tức chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Ngươi tỉnh lại rồi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập không dám tin, phản phất đây hết thảy đều chỉ là đang nằm mơ. Tô thần cảm thụ được giọng nói ân cần của Tô Kình Thiên, hắn cười nói. Cha, con tỉnh rồi. Nghe được câu này, Tô Kình Thiên không nhịn được trung rẩy, hít sâu một hơi. Tốt, tỉnh là tốt rồi. Mấy ngày nay hắn vì chuyện của Tô Thần mà bận trước bận sau, tóc cũng sắp bạc trắng, không phải là hy vọng Tô Thần có thể tỉnh lại sao? Tô Kình Thiên an ủi chỉ cần người còn là được, tu vi không còn là chuyện nhỏ, cha sẽ bảo vệ con cả đời. Chờ một chút. Tô Nguyên Bá bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời an ủi của Tô Kình Thiên, sau đó mặt mang ý cười nói. Đại ca, anh vừa trở về, có nên vào trong thành hỏi thăm một chút đã xảy ra chuyện gì không? Tô Kình Thiên nhướng mày. Có ý gì? Tô Nguyên Bá lộ ra một nụ cười thần bí, điều này làm cho Tô Vân Thiên không nói gì, hắn quát lớn. Lão tứ, ngươi lại làm bộ làm tịch cho ta, đánh ngươi có tin hay không?" Tô Nguyên Bá nhất thời có chút sợ hãi rụt rụt cổ, trong mấy vị ca ca, hắn sợ nhất chính là Tô Vân Thiên. Chuyện là như vậy, tiểu thần kỳ thật còn không có phế. Tô Nguyên Bá đem sự tình toàn bộ quá trình đều giảng giải một lần, thậm chí còn có phía sau Tô thần cái kia thần bí sư Tôn sự tình. Nghe xong, Tô Kình Thiên và Tô Vân Thiên hóa đá ngay tại chỗ. Khó trách lúc trở về Tô Gia, nhìn thấy trên đường cái có một cái hố sâu, ánh mắt của những người xung quanh cũng rất là cổ quái, thì ra tất cả đều là vì Tô Thần. Ta ngoan ngoãn, phế đi Lý Hải Sơn, còn trực tiếp giết Lý Khâu. Mấu chốt vẫn là thể chất thánh giai. Loại thể chất nghịch thiên này, bọn họ chỉ nghe nói qua trong sách cổ. Thể chất xếp hạng chia làm hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, cực phẩm linh căn, thiên linh căn, tiên thiên linh thể, thánh thể, sau này bọn họ sẽ không biết. Một cái cực phẩm linh căn đều khủng bố như thế, bị bọn họ Tô gia coi là bảo bối, vượt qua cực phẩm linh căn hai cấp bậc thánh thể, cái kia kinh khủng trình độ đã vượt quá tưởng tượng. Tô Kình thiên nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đưa tay hưng phấn nói: "Thần nhi, toàn lực đánh ta một quyền thử xem, ta muốn xem thực lực hiện tại của ngươi." Tô thần nhướng mày, "Anh chắc chứ?" Hiện tại mình thánh nhân trung kỳ tu vi, hắc xì một cái cũng có thể giết Tô Kình Thiên ngàn vạn lần, thật muốn toàn lực một quyền, vậy trên cơ bản là có thể đi gặp Tô gia tổ tông. Bất quá Tô thần cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, hiện tại chuyện của hắn thật vất vả mới hoàn thành. Tô thần hít sâu một hơi, hắn làm bộ như dùng toàn lực một kích, thực tế một phần vạn cũng không tới. Hắn giơ tay đánh về phía Tô Kình Thiên, lực đạo cực lớn truyền ra từ lòng bàn tay Tô Kình Thiên khóe miệng Tô Kình Thiên không để lại dấu vết co rút, đau nhức từ lòng bàn tay tràn vào trong đầu. Xì. Si. Đau quá. Tô Kình Thiên ho nhẹ hai tiếng, hắn vân đạm phong khinh chắp tay sau lưng. Thực lực cũng không tệ lắm, hẳn là ít nhất đạt tới nửa bước hóa thần, xem ra Tô Gia chúng ta rất nhanh lại có thể tăng thêm một vị hóa thần kỳ. Tô Vân Thiên không để lại dấu vết liếc mắt một cái, nhìn bàn tay rung nhẹ nhẹ sau lưng Tô Kình Thiên, trên mặt hắn tràn đầy chấn động tô thần mạnh như vậy sao tô kình thiên là tu sĩ hóa thần trung kỳ lúc này tô kình thiên nhịn không được đặt câu hỏi thần nhi thân thể này của ngươi vì sao cường đại như vậy hả tô thần sửng sốt một chút sau đó ngữ khí bình tĩnh nói ta là thánh thể thân thể cường đại một chút rất hợp lý đi tô kình thiên câu trả lời này không có vấn đề gì thánh thể thân thể cường đại cái này quả thật không có vấn đề gì nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái nhưng tô kình thiên lại không biết cụ thể nơi nào cổ quái thấy tô thần giải quyết vấn đề tô kình thiên liền nghiêm túc mở miệng nếu vấn đề của thần nhi đã giải quyết hơn nữa chư vị trưởng lão đều ở đây vừa vặn hôm nay liền thương lượng một chút chuyện trong tộc giải quyết như thế nào đi mấy vị trưởng lão nghe nói như thế trên mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc tình huống hiện tại của Tô Gia quả thật không lạc quan, cần mau chóng giải quyết. Tô Kình Thiên do dự một lát, sau đó nói với Tô Thần. Thần Nhi, con cũng đi theo đi. Thiên phú và thực lực của Tô Thần, vị trí người đứng đầu Tô Gia trong tương lai gần như không ai khác ngoài hắn, hiện tại học tập xử lý công việc gia tộc cho tốt, sau này khi tiếp nhận Tô Gia cũng có thể bắt đầu nhanh hơn. Đại sảnh nghị sự Tô Gia Bảy người ngồi nghiêm chỉnh, bảy người này chính là năm đại trưởng lão của tô gia còn có hai cha con tô kình thiên tô kình thiên mở miệng trước lão tam ngươi nói trước đi hiện tại gia tộc cụ thể còn bao nhiêu linh thạch tô thanh vân sắc mặt có chút khó coi vì cầu nghiêm cẩn hắn từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra vài quyển sách cẩn thận đối chứng về sau mới nói ra đại ca tổng cộng cũng chỉ có 93 vạn di động trên dưới không vượt quá ba vạn 93 vạn Tô Kình Thiên nghe được câu này, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Điểm ấy linh thạch, cho dù là Tô Gia siết chặt quần thắt lưng, cũng chỉ có thể kiên trì hai ba tháng. Nhưng dưới tình huống này, tộc nhân cơ hồ không có tài nguyên tu luyện tốt. Tu vi của bọn họ rất khó tăng trưởng, vả lại tài nguyên cần thiết khổng lồ, chút tài nguyên này ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng tiểu bối trong tộc không giống, bọn họ hiện tại đang cần tài nguyên tu luyện huống chi còn có tô thần, hắn chính là thánh thể, đột phá cần nhiều tài nguyên hơn. Tô Thanh Vân ngưng trọng nói. Chúng ta tô gia sản nghiệp mặc dù cũng có không ít, nhưng nhập không bằng xuất, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp khác, nếu không gia tộc tài nguyên không bao lâu sẽ ngừng. Tứ trưởng lão Tô Hà bất đắc dĩ nói. Nhưng chúng ta tô gia tiến vào Minh Nguyệt Thành bất quá hơn 10 năm, trừ phi lại đi ăn cướp. Trong đại sảnh nhất thời lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt ưu sầu, gia tộc tài nguyên thiếu hụt vấn đề, để cho bọn họ nhất thời nửa hội cũng không có chủ ý. Ách! Tô thần nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn không được lên tiếng. Tô gia chúng ta thiếu tài nguyên sao? Tô Thanh Vân thở dài, bất đắc dĩ nói. Thần nhi ngươi đối với tô gia hiểu biết không nhiều lắm, chúng ta tô gia căn cơ bạc nhược, tích góp rất mỏng, hiện tại gia tộc Linh Thạch đều nhanh thấy đấy, cái khác tỷ như đang dược những thứ này tài nguyên, đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nghe được câu này, tô thần nhướng mày, đây không phải là trùng hợp sao? Hắn không thiếu nhất chính là thiên tài địa bảo, còn có linh thạch loại này tài nguyên sao? Tô thần mở hệ thống, xem xét số lượng linh thạch hạ phẩm. Hạ phẩm linh thạch 6.500 kinh 1.564 triệu Số lượng cụ thể hắn lười nhìn, dù sao cũng xài không hết. Suy nghĩ một lát, Tô thần lấy ra một quả ký đến thu hoạch đỉnh cấp không gian giới chỉ, trong giới chỉ không gian có ba cái sân bóng đá lớn như vậy. Hắn lập tức lấy ra ba tỷ hạ phẩm linh thạch cất vào, sau đó đưa cho Tô Kình Thiên nói. Cha, nơi này của con còn có chút linh thạch, hẳn là có thể trợ giúp gia tộc vượt qua nguy cơ. Chương 7 Ba tỷ linh thạch, thật không nhiều. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe Tô Thần nói vậy, Tô Kình Thiên bất đắc dĩ nói. Thần nhi, tiền riêng của con cứ giữ đi, số lượng linh thạch gia tộc cần vô cùng khổng lồ, chút cống hiến của con cho gia tộc cũng như muối bỏ biển. Tô thần trên người có bao nhiêu linh thạch, hắn cái này làm cha rõ ràng nhất, có thể có ba vạn hạ phẩm linh thạch đều coi như nhiều. Tô thần ngày thường cần tài nguyên tu luyện vô cùng khổng lồ, trên cơ bản cho hắn bao nhiêu, liền sử dụng bấy nhiêu, nơi nào sẽ có linh thạch dư thừa. Nhưng dù sao tâm ý của tô thần cũng bày ra, cho nên Tô Kình Thiên vẫn rất vui mừng. Tô Thần thấy Tô Kình Thiên cự tuyệt, hắn lại bổ sung. Cha, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của con, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cha nhận con mới có thể an tâm. Ba tỷ hạ phẩm linh thạch. Quả thật không nhiều lắm, ngay cả số lẻ của hắn cũng không có. Thấy Tô Thần nhiệt tình như vậy, Tô Kình Thiên lắc đầu bật cười, thuận tay nhận lấy nhẫn không gian trong tay Tô Thần. Được rồi. Tô Kình Thiên hướng không gian giới chỉ ở giữa dò xét, hắn ồ một tiếng, nhưng ngay sau đó chính là sắc mặt kịch biến, trực tiếp ngay ra như phỏng nhìn không gian giới chỉ. Từ dại ra, đến mê mang, khiếp sợ, cuối cùng đến hưng phấn. Tô Kình Thiên ngẩng đầu lên, trong giọng nói tràn đầy chấn động hỏi. Thần nhi, những linh thạch này ngươi từ đâu tới? Tô Thần bình tĩnh cười nói. Đều là sư phụ tôi cho. Nhìn vẻ mặt chấn động của Tô Kình Thiên, tô vân thiên nhướng mày hắn cầm nhẫn không gian tới chuẩn bị điều tra một phen để tôi xem chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó biểu tình của hắn cũng đột nhiên phát sinh biến hóa cơ hồ cùng tô kình thiên kém không nhiều lắm tô vân thiên mở to hai mắt tràn đầy không dám tin ở trên người tô thần quét mắt còn kém nói ra hai chữ đậu má này chân ngôn trên mặt hắn tràn ngập nghi hoặc cùng chấn động có thật không chúa ơi Tô Nguyên Bá thấy bộ dáng hai người bọn họ, cũng đi theo lấy nhẫn không gian. Ta cũng muốn xem là chuyện như thế nào. Nhưng rất nhanh, biểu tình của hắn cũng giống nhau. Đây là Ba tỷ hạ phẩm linh thạch Tô Nguyên Bá định lực hiển nhiên kém hơn rất nhiều, tiếng kinh hô từ trong miệng hắn phát ra, trên mặt hắn tràn đầy không dám tin nói ra. Đây chính là ba tỷ hạ phẩm linh thạch A. À cho dù là vương gia sở hữu dự trữ cũng nhiều nhất không thể vượt qua một tỷ hạ phẩm linh thạch, chúng ta trực tiếp liền vượt qua vương gia tích góp từng tí một ngàn năm tích góp, hơn nữa còn là vượt qua tròn ba lần. Cái gì, ba tỷ hạ phẩm linh thạch? Nhị trưởng lão còn có tứ trưởng lão ngũ trưởng lão lần lượt tiếp nhận không gian giới chỉ điều tra, biểu tình của bọn họ cũng là trở nên vô cùng chấn động. Thật sự là ba tỷ hạ phẩm linh thạch. Ánh mắt của bọn họ tụ tập trên người tô thần, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, đứa cháu nhỏ này tự hồ hoàn toàn không phải hình dạng bọn họ quen biết. Đầu tiên là một chiêu chém vết lý khâu, sau đó lại tiện tay móc ra ba tỷ hạ phẩm linh thạch, còn nói đây là một chút tâm ý nho nhỏ của mình. Đây là tâm ý nho nhỏ của ngươi. Một chút tâm ý nho nhỏ chính là ba tỷ hạ phẩm linh thạch. Nhưng rất nhanh, mọi người liền từ trong vui sướng phục hồi tinh thần lại, Tô Kình Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Thần nhi, những thứ này hẳn là tài nguyên tu luyện sư phụ ngươi cho đi. Tô thần ánh mắt sáng lên, lấy cớ đều cho ta nghĩ kỹ rồi. Hắn lập tức mở miệng nói. Cái này đều bị ngươi nhìn ra, tô gia chính là nhà của ta, hiện tại tô gia gặp nạn ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, cái này ba tỷ hạ phẩm linh thạch phụ thân cầm đi dùng là được, ta nơi này còn có đầy đủ tài nguyên. Húng hồ vị sư tôn thần bí kia của ta rất cường đại, hắn căn bản không kém chút linh thạch này. Dù sao hắn cũng đem tất cả nồi đều giao cho sư Tôn Mạc tu có kia. Chủ yếu là Tô thần không thể bại lộ hệ thống, đây là hắn lớn nhất ác chủ bài, vậy nếu như tìm cái khác lấy cớ, lại sẽ có trăm ngàn chỗ hở, còn không bằng nói mình có cái rất mạnh sư Tôn. Tô Kình Thiên nghe vậy cũng hoàn toàn yên tâm, trên mặt hắn tràn đầy ý cười. Tốt, không hổ là Tô Gia Nhi lang ta. Tô Nguyên Bá cũng vô cùng vui vẻ nói tiểu thần sư tôn có thể tiện tay xuất ra ba tỷ hạ phẩm linh thạch cho hắn tu luyện nói vậy đều đã đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới còn sợ cái kia vương gia làm gì tô vân thiên nhíu mày nói lão tứ thực lực mình cường đại mới là căn bản dựa vào người khác sẽ không lâu dài nghe được lời này tô nguyên bá không nhịn được gãi đầu em chỉ thuận miệng nói thôi nhị ca sao anh còn tưởng thật chứ tô kình thiên đột nhiên mở miệng nói thần nhi những thứ này dù sao cũng là linh thạch của ngươi chờ vượt qua nguy cơ lần này dư thừa chúng ta liền trả lại cho ngươi đi tô thần thực lực tăng trưởng mới là trọng yếu nhất hắn không muốn bởi vậy chậm trễ tô thần tu luyện tô thần ngữ khí có chút cường ngạnh cha ta nói những tài nguyên này ngươi cầm lấy dùng bất kể là cho trong tộc đệ tử tu luyện cũng tốt hay là chính các ngươi sử dụng đều có thể ta căn bản không thiếu chút linh thạch này dường như sợ bọn họ không tin Tô thần vung tay lên, trên tay phải liền xuất hiện ba chiếc nhẫn không gian. Nhìn thấy không gian giới chỉ này đi, mỗi một cái không gian giới chỉ bên trong đều có ba tỷ hạ phẩm linh thạch, các ngươi không đủ trực tiếp nói với ta là được, ta tô thần căn bản cũng không kém linh thạch, dùng xong ta lại để cho sư tôn cho ta một ngàn tám trăm tỷ. Rắc. Chén trà theo tay tô vân thiên trượt xuống, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy. Vừa rồi có ba tỷ linh thạch về sau, Hắn cảm thấy gia tộc đã có thể kê cao gối mà ngủ, vì vậy muốn uống chén nước, kết quả tô thần trực tiếp cho hắn nghẹn cái đại chiêu. Còn có 9 tỷ hạ phẩm linh thạch. Dùng xong còn có thể trực tiếp tìm hắn sư tôn lại muốn 1.800 ức, đây là cái gì thái quá sư tôn A. À? Tô thần trực tiếp ném nhẫn lên bàn. Các cậu không tin thì tự mình xem đi. Tô Vân Thiên lập tức theo sát dò xét, quả nhiên, trong mỗi một chiếc nhẫn không gian đều có 3 tỷ linh thạch hạ phẩm hắn nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, hướng mấy cái trận mắt há hốc mồm huynh đệ nhìn lại, sau đó yên lặng gật gật đầu. Trong đại sảnh một chút thanh âm cũng không có, mọi người đã khiếp sợ nói không nên lời. Toàn bộ vương gia tích góp từng tí một ngàn năm, cũng bất quá là một tỷ linh thạch tả hữu của cải, hiện tại tô thần nhẹ nhàng thoải mái liền vượt qua bọn họ. Trên lệch này có cần lớn như vậy không? Tô thần thu hồi ba cái không gian giới chỉ, sau đó nhẹ nhàng nói ba tỷ hà phẩm linh thạch thật không nhiều lắm lời này tuy rằng vô cùng bình tĩnh nhưng tự như bạo kích đã kích thật sâu tới bọn họ ba tỷ linh thạch còn không nhiều lắm đây chính là ba tỷ a ngươi có muốn nghe một chút mình đến tột cùng đang nói cái gì hay không tô thần tiếp tục nói cha con chính là thiếu tộc trưởng tô gia ba tỷ linh thạch này dùng để phát triển gia tộc là được vẫn là câu nói kia dùng xong trực tiếp nói với ta nơi này của ta thật không thiếu linh thạch. Vốn hắn còn chuẩn bị lấy chút thiên tài địa bảo cho bọn họ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, loại chuyện này không thể gấp được, mấu chốt là không dễ giải thích, lúc này mới chỉ cho ba tỷ linh thạch. Chương 8 Vương gia mưu đồ bí mật, thực hành kinh tế chế tài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tô gia đối xử với hắn rất chân thành, tô thần cũng vô cùng thích hoàn cảnh gia tộc này, có thể làm cho tô gia trở nên mạnh mẽ cũng là điều hắn muốn làm. Huống hồ tương lai hắn tất nhiên là người đứng đầu tô gia, làm cho tô gia mạnh lên cũng không có gì đáng trách. Cũng không lâu lắm, tô gia mấy vị cao tầng thần sắc bừng tỉnh đi ra đại sảnh, đến bây giờ bọn họ đều không có tỉnh táo lại. Tô Kinh Thiên nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay, tất cả những gì xảy ra hôm nay cũng cảm giác như nằm mơ không chân thật. Đây chính là trồng trả ba tỷ hạ phẩm linh thạch cho dù là bọn họ tô gia hoàn toàn không có thu nhập cũng ít nhất có thể kiên trì trăm năm tô kình thiên trực tiếp đem không gian giới chỉ giao cho tô thanh vân sau đó mở miệng nói lão tam ngươi trước đem tháng trước thiếu hụt tài nguyên tu luyện phát cho tộc nhân tô thanh vân lập tức gật đầu được tô kình thiên do dự một lát sau đó lại mở miệng dặn dò bên hệ trước không cần lo tài nguyên tu luyện của dòng chính từ tháng sau bắt đầu tăng gấp ba theo hắn xem ra tài nguyên chính là dùng để tu luyện thay vì đặt ở kho hàng ăn trò không bằng trực tiếp cho trong tộc đệ tử tu luyện chỉ có thực lực tăng lên ở thế giới này mới có càng nhiều quyền lên tiếng tô thanh vân thần sắc nghiêm túc gật đầu được không thành vấn đề minh nguyệt thành vương gia đây là thế lực lâu đời trong thành chính là đứng đầu tứ đại gia tộc lúc trước thực lực vô cùng cường đại trong tộc càng có ba vị hóa thần kỳ cường giả hôm nay, hóa thần kỳ của tứ đại gia tộc đều hội tụ ở vương gia. Trong đại sảnh nghị sự của vương gia, vương gia chi chủ vương minh ngồi ở chủ vị, ở phương hướng tay trái của hắn theo thứ tự là vương gia đại trưởng lão vương thủ, viên gia chi chủ viên hạo. Bên tay phải là lý gia chi chủ lý phi trì, hà gia chi chủ hà hồng viễn. Trong đại sảnh, ngoại trừ hạ nhân bưng trà rót nước, những người khác đều là cường giả hóa thần kỳ. Vương Minh nhìn chung quanh một vòng, lập tức thản nhiên nói. Chư vị, chuyện của tô thần đều nghe nói rồi chứ. Lý Phi trì ánh mắt âm lãnh. Vương gia chủ, tô thần cái kia tiểu súc sinh giết ta tam đệ, ta cùng tô gia bất cộng đái thiên, chỉ cần vương gia chủ ngươi dẫn đầu, ta lập tức có thể đi theo cùng nhau diệt tô gia. Lý gia thực lực vốn là không mạnh, trong tộc chỉ có hắn một vị hóa thần kỳ, chết một cái nguyên anh kỳ đối với bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, cái này làm sao có thể để cho Lý Phi Trì không giận? Nếu không phải Tô gia có hai đại hóa thần kỳ, hắn đã sớm xông vào Tô gia giết Tô thần. Không vội. Vương Minh bình tĩnh khoát tay, nhìn về phía Viên Hạo và Hà Hồng Viễn. Hai vị gia chủ nghĩ như thế nào? Đôi mắt Vương Minh hít lại, thanh âm có chút lạnh lùng. Cuộc họp hôm nay chính là trận doanh quyết định các phương. Là muốn lựa chọn trợ giúp Tô gia hay là cùng hắn vương gia đứng chung một chỗ, hay là lựa chọn là trung lập. Viên hạo lúc này mỉm cười nói. Chúng ta tứ đại gia tộc nhất thể, viên gia tự nhiên nguyện ý cùng vương gia hợp tác, cùng nhau tiêu diệt tô gia. Viên gia lên tiếng, mọi người lập tức nhìn về phía Hà Gia. Trong lòng Hà Hồng Viễn Vốn có chút do dự, tiềm lực tô gia rất lớn, lúc trước hắn cũng từng liên minh với tô gia. Nhưng hiện tại tam đại gia tộc liên thủ, nếu lại cùng tô gia đứng chung một chỗ chỉ sợ cuối cùng hà gia cuối cùng cũng sẽ gặp tai ương hà hồng viễn lúc này cười nói viên gia chủ nói không sai tứ đại gia tộc chúng ta đều là một thể đương nhiên nên cùng nhau đối mặt với kẻ địch tô gia hà gia thực lực hơi yếu chỉ có một vị hóa thần kỳ cường giả nhiều khi căn bản cũng không có lựa chọn đường sống vương minh tươi cười đã như vậy chúng ta coi như đạt thành hiệp nghị rồi Lý Phi Trì vội vàng hỏi. Vương gia chủ, vậy khi nào chúng ta đi tiêu diệt Tô Gia? Trong giọng nói của hắn tràn đầy vội vàng, Tô Gia tuy rằng chỉ có hai nguyên anh kỳ, nhưng tiềm lực phi thường lớn. Nhị trưởng lão Tô Thanh Vân chính là nguyên anh đỉnh phong, cách hóa thần kỳ một bước. Ba trương lão Tô Nguyên Bá cũng là nguyên anh hậu kỳ, nói vậy không bao lâu cũng có thể đột phá. Mấu chốt là bây giờ còn có một tô thần thiên tư dị bẩm, đối mặt với gia tộc mười phần tiềm lực như vậy hắn hận không thể lập tức đi diệt môn tô gia để tuyệt hậu hoạn viên gia cùng hà gia hai người cũng là sắc mặt ngưng trọng bọn họ nhìn về phía vương minh cũng là hy vọng hắn có thể quyết định chủ ý tô gia đúng là phát triển quá mức nhanh chóng nếu bọn họ liên minh nhất định phải mau chóng tiêu diệt tô gia vương minh lắc đầu bản gia chủ chính là hóa thần hậu kỳ trong tộc có một vị hóa thần trung kỳ và hóa thần sơ kỳ nếu có thể tiêu diệt tô gia từ lúc trước ta đã có thể liên thủ tiêu diệt lý gia chủ ta không có động thủ không phải bởi vì không muốn động thủ mà là không dám động thủ vì sao lý phi trì nhất thời sốt ruột vội vàng mở miệng hỏi mọi người cũng vô cùng tò mò nhìn về phía vương minh chẳng lẽ tô gia còn có cái gì làm cho vương gia kiên kỵ ác chủ bài hay sao vẫn là nói lo lắng tô gia chạy trốn ngày sau ngóc đầu trở lại thần sắc vương minh có chút ngưng trọng nói tô hồng viễn còn chưa chết cái gì hắn làm sao có thể còn chưa chết lý phi trì nhất thời cả kinh trên mặt hắn hiện ra vẻ sợ hãi tô hồng viễn lão gia chủ tô gia cường giả nửa bước luyện hư kỳ nếu hắn không chết vậy tứ đại gia tộc bọn họ liên thủ chính là chuyện cười viên hạo cũng sốt ruột hắn vội vàng hỏi vương gia chủ Việc này không thể đùa giỡn, Tô Hồng Viễn lúc trước tiến vào Minh Nguyệt Thành chỉ còn lại một hơi thở, hiện tại đã qua hơn 10 năm, làm sao có thể còn chưa chết. Tô Gia lúc trước cũng bất quá là hai cái hóa thần kỳ, bọn họ tứ đại gia tộc nhất trí đối ngoại, hai cái hóa thần kỳ muốn nhập trú Minh Nguyệt Thành cũng không có khả năng làm được. Dù sao Minh Nguyệt Thành bánh ngọt liền lớn như vậy, tứ đại gia tộc vừa vặn phân chia, tăng thêm một cái hóa thần kỳ thế lực, đây là bọn hắn tứ phương đều không muốn nhìn thấy cuối cùng tô gia vẫn thành công tiến vào minh nguyệt thành lúc ấy bức bách tứ đại gia tộc đi vào khuôn khổ chính là tô hồng viễn lão gia chủ này có thể nói không có tô hồng viễn tô gia sẽ không có khả năng chân chính nhập trú minh nguyệt thành vương minh bình tĩnh nói chư vị yên tâm tô hồng viễn tuy chưa chết nhưng cũng không kém nhiều lắm hôm nay gọi các ngươi tới vương gia cũng không phải thương lượng như thế nào diệt tô gia tô hồng viễn dù sao cũng là nửa bước luyện hư kỳ cho dù là còn treo một hơi cũng không phải chúng ta có thể địch nổi tô gia tình huống các ngươi đều rất rõ ràng bọn họ tại minh nguyệt thành căn cơ còn nông trong tộc tài nguyên thiếu thốn chỉ cần đem tô gia chế tài chặt đứt bọn họ thu hoạch tài nguyên con đường liền có thể không chiến mà thắng tô gia hắn có một tô thanh vân nguyên anh kỳ viên mãn vương gia ta cũng có nguyên anh đỉnh phong viên gia cùng lý gia cũng có chỉ cần có thể chịu đựng được chúng ta tất thắng vương minh một hơi nói hết lời sau đó liền nhìn về phía mấy người không chớp mắt lý phi trì cẩn thận suy tư một lát mặt mang vẻ vui mừng vương gia chủ diệu kế tô gia chính là một đám quỷ nghèo nghe nói tháng trước tô gia tài nguyên chỉ phát nguyên bản sáu thành nói vậy cũng sắp đến sơn cùng thủy tận trình độ viên hạo cũng phụ họa nói chỉ cần chặt đứt tài nguyên tô gia tô thanh vân sẽ không có khả năng đột phá hóa thần tô thần cũng không có tài nguyên tu luyện bên này tiêu hao bên kia chúng ta sớm muộn có thể dễ dàng bắt được tô gia tô gia tộc nhân của mình cũng sắp nuôi không sống từ phương diện tài nguyên mà nói chúng ta tứ đại gia tộc tùy tiện một cái đều có thể dễ dàng đùa bỡn tô gia tứ đại gia tộc rất nhanh đạt thành thống nhất bọn họ quyết định áp dụng chế tài kinh tế đối với tô gia sản nghiệp lớn nhất của tô gia chính là cửa hàng đây là sản nghiệp trung tâm của tô gia chỉ cần đoạt lấy lượng khách của những cửa hàng này thu nhập của Tô gia ít nhất giảm đi 8 phần. Rất nhanh, bọn họ liền có quyết sách tỉ mỉ. Cuộc chiến giá cả. Tô gia nền tảng mỏng, cửa hàng lợi nhuận cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là dựa vào lượng lớn, bọn họ chỉ cần đem giá cả hơi chút giảm một chút, liền có thể trực tiếp không đánh mà thắng phế bỏ Tô gia tứ chi. Chương 9. Tiện tay mấy chục vạn viên thuốc, ngươi nghiêm túc sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio phố chiêu hòa phố ngọc lâm phố phong hoa ba con phố này là nơi tập trung chủ yếu của thương hội tô gia tô gia người vừa tới chuẩn bị bắt đầu buôn bán liền phát hiện trên đường nhiều hơn rất nhiều xa là cửa hàng ngay từ đầu bọn họ đều không có thế nào để ý nhưng một lát sau mới phát hiện dị thường những cửa hàng này bán đồ không kém bọn họ nhiều lắm nhưng bất đồng duy nhất chính là giá cả giá cả của bọn họ đều rẻ hơn cửa hàng tô gia chừng hai thành tô gia cửa hàng bán đồ vật phẩm cấp cũng không cao trên cơ bản đều là cho tu sĩ bình thường sử dụng đối với loại người này mà nói đương nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm giá rẻ hai thành lập tức hấp dẫn vô số người ngay cả khách hàng cũ của cửa hàng tô gia quản sự ta đã điều tra rõ ràng trong cửa hàng tô gia một người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm trong ánh mắt tràn đầy sát ý nói là ai dám đối nghịch với tô gia ta Bẩm báo hạ nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại tràn ngập kiên kỵ. Những cửa hàng kia sau lưng đều có bóng dáng của tứ đại gia tộc. Quản sự sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Ngươi xác định tứ đại gia tộc đều có tham dự?" "Ta rất xác định, cửa hàng mới mở tổng cộng có gần 60 cửa, trong đó đại bộ phận là của Vương gia, còn lại ít nhất Hà gia cũng mở 7 cửa." Nghe hạ nhân bẩm báo, sắc mặt quản sự lại biến đổi tứ đại gia tộc liên thủ nhằm vào tô gia, ý đồ này quá mức rõ ràng. Tô Vũ đứng dậy, sau đó dặn dò. Đừng đi tìm bọn họ gây phiền phức. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời khỏi cửa hàng hướng tô gia mà đi, sự tình trọng đại, hắn phải lập tức bẩm báo cho gia tộc. Đại sảnh nghị sự tô gia. Tiếp cận 30 người ngồi ở trong đó, trong này đều là tô gia nắm trong tay thực quyền người, ngoại trừ mấy đại trưởng lão bên ngoài, còn có không ít phụ hệ cũng ở trong đó. tô kình thiên thần sắc ngưng trọng nói, ta cũng không nói nhảm. tô vũ truyền đến tin tức, nói tứ đại gia tộc liên thủ mở cửa hàng, cùng tô gia ta đoạt làm ăn, bán đồng dạng đồ vật, giá cả thấp gần hai thành. cái gì? không ít người ngồi đây đều cả kinh, những lời này lượng tin tức quá lớn. đầu tiên là tứ đại gia tộc liên thủ, điều này có nghĩa là bọn họ đã đứng vững. tô hà cao mày nói. Cửa hàng chúng ta xin ý là duy trì gia tộc vận chuyển máu chốt, tứ đại gia tộc hành động này, đây là muốn chặt đứt hai tay chúng ta. Không có tiền lời của cửa hàng, tô gia căn bản không thể ủng hộ gia tộc hơn một ngàn người này. Cho dù là tô thần cho bọn họ ba tỷ linh thạch, nhưng cũng không phải là kế lâu dài, gia tộc bọn họ cũng không phải chỉ tồn tại vài chục năm. Trong đại sảnh cũng không có cãi nhau, cũng không có châu đầu ghé tai, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng nghị viện đương nhiên là thương lượng biện pháp giải quyết không có quyết sách tự nhiên sẽ không cần nói nhảm đột nhiên một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử đứng dậy hắn là bên hệ tô trang còn có một việc muốn bẩm báo gia chủ tô kình thiên ngẩng đầu nói tô trang sắc mặt ưu sầu nói sáng nay ta cũng vừa nhận được tin tức chẳng qua còn chưa kịp báo cáo trước đây hợp tác với tô gia ta vài cái nguyên anh kỳ Dông binh đoàn đều lựa chọn chấm dứt hợp tác về sau không hề vì tô gia ta cung cấp tài nguyên ta hỏi qua bọn họ nói là vương gia uy bức dụ dỗ ra giá cao làm cho bọn họ không cho phép cùng tô gia ta hợp tác tô kình thiên nghe nói như thế trong mắt đột nhiên phát ra sát khí kinh người vương gia khinh người quá đáng không hiện tại không chỉ là vương gia phải nói là tứ đại gia tộc trong thành các đại gia tộc bán tài nguyên, phần nhỏ là gia tộc ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo, đa số còn lại là cùng những dòng binh đoàn hợp tác. Dòng binh đoàn đi tìm thiên tài địa bảo, sau đó do bọn họ phụ trách bán. Mà dòng binh đoàn không hợp tác với bọn họ, có nghĩa là cửa hàng của bọn họ trên cơ bản không mở nổi. Tô Vũ thần sắc có chút lo lắng nói. Tô gia ta căng cơ còn nông, cửa hàng vốn là lợi nhuận ít tiêu thụ nhiều, nếu là giảm giá hai thành kia không chỉ là kiếm không được linh thạch còn muốn đổ thiệt thòi hiện tại tô gia vốn là thập phần khó khăn cái này nên làm thế nào cho phải không ít người trong tô gia đều lo lắng nhưng đám tô kình thiên thì không sao tuy rằng không kiếm được linh thạch quả thật ảnh hưởng rất lớn ít nhất trên tay còn có ba tỷ linh thạch có thể duy trì vận chuyển thời gian rất lâu chỉ cần trong lúc này tìm được biện pháp giải quyết là tốt rồi tô vân thiên suy tư thật lâu sau đó mới mở miệng nói. Đánh giá chiến, tô gia chúng ta khẳng định chơi không lại tứ đại gia tộc, không bằng tạm tránh, giảm bớt đầu tư vào cửa hàng, đem nhân lực đầu tư vào những nơi khác có hiệu quả và lợi ích. Tỷ như thành lập dòng binh đoàn, tự mình đi tìm thiên tài địa bảo, hoặc là đi hào nguyệt xâm lâm săn giết yêu thú. Biện pháp này mặc dù là hạ hạ sách, nhưng lại là một trong số ít đường ra của tô gia bọn họ. Bái kiến thiếu tộc trưởng ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một thanh âm cung kính. Ngay sau đó, bóng dáng Tô Thần liền đi vào trong đại sảnh. Tô Vân Thiên lập tức cười nói. Nào, thần nhi, ngươi ngồi bên cạnh ta. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy trong lòng chấn động, Tô Vân Thiên chính là đại trưởng lão, để Tô Thần ngồi ở bên cạnh hắn, ý tứ này không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Tô Thần hiện tại bản thân cũng rất cường đại, quả thật đủ để trở thành cao tầng của Tô Gia. Tô Thần cũng không chút khách khí, trực tiếp ngồi bên cạnh Tô Vân Thiên, hắn nhìn quanh một vòng nói thẳng. Kỳ thật đại gia tộc cũng không cần phiền toái như vậy, tứ đại gia tộc thích làm những động tác nhỏ này, để cho bọn họ tự mình chơi, không cần để ý tới bọn họ là được. Mục đích mở cửa hàng là để duy trì vận chuyển gia tộc, nhưng tô gia chúng ta không thiếu tài nguyên. Nghe được lời này, mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt. Không ít người âm thầm lắc đầu, Hiếu tộc trưởng đúng là vẫn còn quá trẻ, không rõ lắm hiện tại tô gia tình cảnh, bọn họ hiện tại gia tộc đều sắp trống không, nơi nào còn tồn tại không thiếu tài nguyên cái thuyết pháp này. Tô thần cho ba mươi ức linh thạch chuyện này, chỉ có dòng chính cao tầng biết, những người khác cũng không biết. Dù sao ba mươi ức linh thạch quá nhiều, nếu là quá nhiều người biết sau khi truyền ra ngoài, sợ sẽ có cường giả mơ ước. Thất phu vô tội, đạo lý hoài bích kỳ tội đơn giản như vậy bọn họ vẫn hiểu. Tô Kình Thiên biết đứa con trai này của mình không ngu xuẩn như vậy, vì thế nhìn không được mở miệng hỏi. Thần Nhi, ngươi có biện pháp gì không? Tô Thần cười nhạt một tiếng, sau đó đưa cho Tô Kình Thiên một chiếc nhẫn không gian, đồng thời truyền âm nói. Cha, trong này nhất phẩm tụ linh đan, tổng cộng có 50 vạn miếng, còn có nhị phẩm hoàng nguyên đan, tổng cộng 13 vạn miếng. Đây là ta đặc biệt tìm sư tôn, ngươi yên tâm dùng là được rồi, khẳng định cũng đủ duy trì gia tộc vận chuyển. Cái gì? Tô Kình thiên đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tụ linh đang 50 vạn viên, hoàng nguyên đang 13 vạn viên. Anh nghiêm túc đấy chứ? Toàn bộ tụ linh đang của Minh Nguyệt Thành dự trữ cũng bất quá 10 vạn đến 20 vạn viên, hoàng nguyên đang thì càng thêm hiếm có, có thể có một vạn viên dự trữ cũng coi như tốt. Tô Vân Thiên mấy vị trưởng lão cũng là sắc mặt chấn động biểu tình này quá quen thuộc, lúc trước tô thần cho ba tỷ linh thạch, tô kình thiên cũng là bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ nói, tô kình thiên run rẩy tay tiếp nhận nhẫn không gian, sau đó thần thức thăm dò vào trong đó, đập vào mắt chính là bình sứ chồng chất như núi, trong mỗi bình sứ đều có năm viên đang dược trồng vo. Là thật. Chương 10 Ta là thánh thể, những thứ này đều rất hợp lý a à? bạn đang nghe tại truyện chấm audio tô kình thiên không ngờ tô thần tiện tay có thể lấy ra nhiều đan dược cấp thấp như vậy anh lại nhìn về phía tô thần trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc đứa con trai từ nhỏ theo mình lớn lên này lại trở nên xa lạ như thế tô thần tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì vì vậy bất đắc dĩ nói ta là thánh thể sư tôn ta cũng là tu sĩ thực lực phi thường cường đại tiện tay móc mấy chục vạn mai nhất phẩm đang dược cho đệ tử làm đồ ăn vặt ăn cái này rất hợp lý đi khóe miệng Tô Kình Thiên không nhìn được co rút, tiểu tử này gần đây có chút muốn ăn đòn A. À. Bất quá Tô Thần nói cũng rất bình thường, hắn chính là thánh giai thể chất, hơn nữa sư tôn cường đại vô cùng. Trong mắt bọn họ, 50 vạn viên đang dược nhất phẩm rất quý giá, nhưng trên thực tế tính ra còn không trân quý bằng một viên đang dược lục phẩm. Nhược thần nhi tiền bối rất cường đại, chút đang dược này quả thật không tính là gì. Tô Kình Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía những người khác, giọng điều trịnh trọng nói. Từ hôm nay trở đi, đóng tất cả cửa hàng, thời gian gần đây mọi người nghỉ ngơi một chút. Có trước đó ba tỷ hạ phẩm linh thạch, còn có nhiều đang dược như vậy, cũng đủ chống đỡ tô gia một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến lúc đó, tô gia thực lực khẳng định bạo tăng rất nhiều, tự nhiên có thể cùng tứ đại gia tộc chống lại. Húng hồ tô thần thiên tư cường đại như thế, chắc hẳn không tới vài năm liền có thể đột phá hóa thần kỳ, đến lúc đó trong tộc sẽ có ba vị hóa thần kỳ hơn nữa món bảo vật mấy ngày sau bán đấu giá trên vạn bảo cát tô gia hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn gia tăng đến bốn vị hóa thần kỳ lời vừa nói ra không ít người lập tức vẽ mặt lo lắng gia chủ không thể a à, tô gia ta bây giờ còn không có đứng vững gót chân nếu là ngay cả chút sản nghiệp này cũng buông tha vậy về sau tô gia ta sẽ càng gian nan tô kình thiên xua tay nói được rồi việc này bổn gia chủ sớm có biện pháp các ngươi không cần lo lắng mọi người nghe vậy mặc dù là trong lòng tìm mọi cách nghi hoặc nhưng cũng không có gì để nói tô gia không chỉ là đoàn kết đối với gia tộc phục tùng tính cũng phi thường cao mặc dù là rất khó lý giải vì sao phải làm như vậy quyết định nhưng vẫn là lựa chọn nghe lệnh không lâu sau hội đồng đã kết thúc trong đại sảnh chỉ còn lại có mấy vị trưởng lão và tô thần bọn họ nhau nhau tiếp nhận những không gian trong tay Tô kình Thiên để kiểm tra. Bất quá biểu tình của mấy người giống như lúc trước, tràn ngập không dám tin cùng rung động. Đang dược. Quá nhiều rồi. Khó trách gia chủ có sức mạnh lớn như vậy. Tô Nguyên bá ông Tô thần thật chặt. Tiểu thần, cậu đúng là phúc tinh của Tô gia chúng ta. Mấy trưởng lão khác cũng là nhau nhau mặt mang ý cười, trong lòng rất là vui vẻ. Tô Thần không chỉ là tương lai Tô Gia bọn họ, bây giờ còn trợ giúp Tô Gia giải quyết phiền toái lớn như vậy. Ánh mắt Tô Kình Thiên tràn đầy vui mừng. Tương lai Tô Gia có Tô Thần chính là may mắn của Tô Gia. Bốn ngày sau đại hội đấu giá vạn bảo cát, Tô Thần không bằng ngươi cùng đi với nhị bá đi. Hội đấu giá vạn bảo cát, Tô Thần lập tức phản ứng lại. Là vì Linh Tinh Ngọc dịch. Vạn Bảo Cát cũng không phải là thế lực Minh Nguyệt Thành bọn họ chỉ là ở đây buôn bán nếu thật sự tính ra vạn bảo các so với bất kỳ một thế lực nào trong thành đều cường đại hơn quy mô của bọn họ thậm chí có thể trải rộng toàn bộ đông vực trong huyền thiên giới tổng cộng chia làm đông tây nam bắc bốn vực minh nguyệt thành liền ở vào một góc đông vực mà vạn bảo các có thể đem mặt tiền cửa hàng trải rộng toàn bộ đông vực đủ để nhìn ra thực lực có bao nhiêu cường đại tô vân thiên vừa cười vừa nói đúng vậy vốn thứ này chúng ta không tranh được bất quá có ba tỷ linh thạch này linh tinh ngọc dịch nhất định không ai khác ngoài tô gia ta linh tinh ngọc dịch chính là thiên tài địa bảo trân quý trong đó ẩn chứa thiên địa tinh hoa có thể trợ giúp nguyên anh kỳ đột phá hóa thần kỳ hơn nữa không hề có tác dụng phụ vào thời điểm mấu chốt này nếu ai có được linh tinh ngọc dịch đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với toàn bộ thế cục tô gia vốn có một tô thần nếu là lại mua linh tinh ngọc dịch không bao lâu Tô gia sẽ có được bốn vị hóa thần kỳ cường giả. Tô thần đương nhiên cũng không cự tuyệt, tỏ vẻ đến lúc đó sẽ đi theo. Sau khi rời khỏi đại sảnh hội nghị, Tô thần liền về tới sân của mình. Bãi Kiến thiếu gia. Trong sân, một thiếu nữ dung mạo tinh xảo đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy Tô thần đi tới, nàng vội vàng cung kính hành lễ. Cô gái này tên là Hàm Hề, khi còn bé đã bị cha mẹ bán vào Tô gia, cô làm việc tương đối cẩn thận cho nên Tô Kình Thiên liền để cho cô chiếu cố cuộc sống của Tô Thần. Tô Thần nhàn nhạt gật đầu, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hàm hề vô cùng tự giác đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Khuôn mặt Tô Thần tràn đầy hưởng thụ, cuộc sống của thiếu gia thế gia này thật không tội a. À. Hàm hề, ngươi đi theo bản thiếu gia bao lâu rồi? Hàm hề suy tư một lát, sau đó mở miệng nói. Thiếu gia, tổng cộng là 11 năm năm tháng thanh âm của nàng uyển chuyển nghe mang theo cảm giác mềm mại của nữ nhân chỉ nghe thanh âm này đã biết dung mạo không kém tô thần lộ ra vẻ kinh ngạc hắn chỉ thuận miệng hỏi không nghĩ tới hàm hề lại có thể nhớ rõ ràng như thế cậu cảm thấy ở lại tô gia thế nào đối mặt với câu hỏi của tô thần hàm hề lộ ra vẻ sợ hãi nàng vội vàng quỳ xuống cầu xin thiếu gia cầu xin người đừng đuổi ta đi hàm hề làm gì không tốt ta có thể sửa Tô thần sửng sốt, hắn không ngờ một câu nói của mình lại khiến hàm hề lộ ra bộ dáng như vậy. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, mình hiện tại chính là tô gia thiếu tộc trưởng, thân phận địa vị tôn sùng, mỗi lời nói cử chỉ có đôi khi có thể quyết định rất nhiều chuyện, cũng có thể làm cho người phía dưới miên man bất định. Tô thần hỏi cô ấy ở nhà họ tô như thế nào, liền có một loại cảm giác anh không hài lòng với em. Nghĩ tới đây tô thần lắc đầu bật cười, anh tiến lên nâng gương mặt hàm hề lên, nhìn đôi mắt ngập nước của cô, tô thần mỉm cười nói. Bạn thiếu gia không có ý đuổi ngươi đi. Nhìn tô thần tươi cười nhu hòa, trên mặt hàm hề lộ ra vẻ hoảng hốt. Trước kia tô thần tuy rằng cũng không nghiêm khắc, nhưng ngày thường đối với cô lạnh nhạt, tuyệt sẽ không bình dị gần gũi như thế. Đặc biệt là hai người cách nhau gần như thế, trái tim nhỏ nhắn của hàm hề cũng bắt đầu đập thình thịch. Hàm hề vội vàng phản ứng lại, ý thức được tô thần hỏi cũng không phải như mình nghĩ, nàng đỏ mặt nói. Thiếu gia, ta ở tô gia rất vui vẻ, ta rất thích tô gia. Tô thần gật gật đầu, đưa qua một chiếc nhẫn không gian, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Phương diện này là một ít tài nguyên tu luyện còn có công pháp, ngươi cũng là trung phẩm linh căn, hảo hảo tu luyện tăng lên tu vi. Là nhà hoàng thiếp thân của bổn thiếu gia, đừng làm mất mặt ta. Đa tạ thiếu chủ bồi dưỡng. Trên mặt hàm hề hiện ra vẻ kinh hỉ, Nàng vội vàng cảm tạ. Sau khi tiếp nhận nhẫn không gian, nàng liền lập tức xem xét, chỉ là nhìn thoáng qua, cả người nàng đều dạy ra. Thật nhiều linh thạch. Ước chừng có gần 5 vạn linh thạch, còn có một thanh bảo kiếm cùng hai bản huyền giai cấp thấp công pháp. Nàng làm hạ nhân tô gia, thù lao một tháng cũng không quá 70 viên linh thạch. 5 vạn viên linh thạch này, nàng cần thời gian rất lâu mới có thể tồn tại, nhưng hiện tại tô thần trực tiếp đưa cho nàng. Hơn nữa bên trong còn có huyền giai cấp thấp công pháp, loại này cấp bậc vật phẩm làm sao đều muốn mấy chục vạn linh thạch, chất lượng tốt một chút thậm chí còn muốn mấy trăm vạn linh thạch. Hàm hề trong lòng cảm kích tới cực điểm, nàng lập tức dập đầu với tô thần, bộ dáng mang ơn. Đa tạ thiếu gia. Vào giờ khắc này, cho dù là tô thần để cô lên núi đao xuống biển lửa cô cũng nguyện ý. Tô thần trong lòng âm thầm cảm thán, chút đồ này liền đem lòng người mua chuột là bọn họ chưa thấy qua việc đời hay là ta quá cường hào hắn chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài sân đi thôi theo ta ra ngoài dạo chơi